sản phẩm kem ủ kích trắng than hoạt tính như thế nào như vậy nha. Thì một chai như thế này là 490.000 và nó rất là bự luôn, chà bá lửa luôn nhau gì nha. Thì một chai này ta như thế nào rất, như rất nha. Là lâu luôn. Thì một chai như thế này là 490.000 và nó rất là chân trời bị đó chà bá lửa đồng hành nha. Thì đây chai này như thế này rất là lâu luôn, là ba một chai như thế này là 490.000 nắng rất là nhiều cho nên da nó bị đó nha. Màu gì thấy không, là khúc này nó hơi khi mà mọi người sử dụng ở nhà thì thấy không, từ trên cổ trở xuống giùm cho Lâm nha. Và mọi người massage nhẹ, massage nhẹ, massage nhẹ giùm cho Lâm để chừng 15-20 phút. Khi mà mọi người sử dụng ở nhà thì thấy không, từ sát cổ trở xuống giùm cho Lâm nha. Làm người massage nhẹ, massage nhẹ, massage nhẹ giùm cho Lâm để chừng 15-20 phút. Khi mà mọi người sử dụng ở nhà thì thấy không, từ sát cổ trở xuống giùm cho Lâm nha. Làm massage, massage đều lên, massage đều lên, massage đều lên. Đó, sức lên. Cái này mình để chừng 15-20 phút nha, nếu ai có thời gian thì để lâu hơn càng tốt như gì nha. Và đặc biệt là cái này không châm chích, không gây ngứa, với than hoạt tính nó sẽ thấm sâu vào da chúng ta, làm da chúng ta sáng lên, trắng lên, mịn lên đó gì coi nè. Đó rồi, yeah, đây mọi người sẽ để như thế này chừng 15 phút nha mọi người nha. Thì Lê Dung của Lâm vừa test xong thì đây là cái bàn tay của Lâm như vậy nha, rất là trắng sáng, rất là mịn màng. Để mới 15 phút thôi mà đã trắng như thế này rồi. Nếu như nhà của gì mà có thời gian thì mọi người nhớ để lâu hơn xíu như vậy nha. Đây, đây là dòng kem ủ kích trắng than hoạt tính E-Skin như vậy nha. Thì bây giờ sau khi mà mình ủ làm trắng xong thì bây giờ mình xức tới kem body ban đêm và kem body ban ngày. Thì đây, đây là chai body kem ban đêm và đây là chai ban ngày. Nếu như mọi người mà ra nắng thường xuyên thì mọi người nhớ xức cái chai ban ngày với Lâm như vậy nha. Đặc biệt trong đây có chất chống nắng cho mọi người. Mọi người có thể chạy ngoài đường, ngoài sáng, như làm công việc ngoài trời là mọi người không còn sợ mà nắng ăn, cũng như là da bị đen, da bị sạm. Thì bây giờ Lâm sẽ thử cho mọi người coi. Ở đây cũng có tem chống hàng giả cho mọi người nha. Và mọi người nhớ là cào cái tem ở đây, cào cái tem ở đây, mã số cái đến 8017 và tổng đài sẽ gửi về cái thông báo cho mọi người. Đây là chai body ban đêm và chai đây là chai body ban ngày. Đó, Lâm xử cho mọi người coi. Đây, trong đây nó sẽ có lớp chống nắng cho mọi người, làm da mình sẽ sáng lên, trắng lên, mịn màng lên. Và đặc biệt là xe khít lỗ chân lông chị em mình luôn. Và đó là cái lớp make up cho mình luôn nha quý vị nha, make up cho mình luôn. Đây, yeah, là hai tay sẽ khác biệt như thế này nha. Hello mấy chị ơi, thì hiện tại trên mặt của Lâm đang test cái sản phẩm tặng cho mấy chị đây, đó chính là kem ủ kích trắng than hoạt tính. Nó làm cho mặt mình trắng lên, sáng lên, mịn màng lên và xe khít lỗ chân lông cho mấy chị. Mấy chị cần sức lên như vậy thôi, massage đều, massage nhẹ dùm cho Lâm, để chừng 15-20 phút nha, là mặt mấy chị cảm giác the the. Nhưng mà đó chỉ là cái dấu hiệu bình thường thôi, bởi vì tất cả độc tố trong da mặt mấy chị nó sẽ ra rất là nhiều luôn đó. Mấy chị không, rất là an toàn. Và khi mà mình sử dụng như thế này thì mình sẽ đánh kem ăn hơn, đánh phấn ăn hơn, và da mặt chúng ta lúc nào cũng trắng mịn cũng như là hồng hào suốt nguyên một ngày nha. Bây giờ sau khi mà sử dụng nguyên bộ tấm trắng E-Skin thì da mặt của Lâm đã sáng lên, trắng lên, mịn lên, cũng như là body cũng trắng sáng ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Và đặc biệt là công ty đã có chương trình khuyến mãi rất rất là đặc biệt cho mọi người. Một bộ là 1.470.000 thì sẽ tặng quý vị một chai ủ kích trắng than hoạt tính mặt trị giá là 390.000. Và đặc biệt là phi ship toàn quốc cho mọi người nếu như mua một combo, và sẽ giảm 30% khi mua combo có giá trị thấp hơn. Và đặc biệt là mua một combo thì mọi người sẽ tặng một voucher trị giá 500.000 cho lần mua tiếp theo. Quá tiện lợi thật sự luôn. Một sản phẩm chất lượng uy tín và đặc biệt là khuyến mãi rần rần như vậy thì còn chần chờ gì nữa. Tại sao mà mọi người không mua được một làn da trắng sáng và mịn màng lên? Và mọi người nhớ dùm cho Lâm nha, có tem điện tử chống hàng giả, mọi người nhớ làm theo hướng dẫn ở đây. Đây là giá niêm yết của công ty. Chính vì vậy mà chỗ nào rẻ hơn, chỗ nào mà thấp hơn là chắc chắn là hàng giả. Hãy là người sử dụng và ta nói là khách hàng thông minh, nhanh tay lẹ chân đi nào, để một làn da trắng sáng và mịn màng. AS Skin thích lắm nha.